Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em cũng có soạn được ít đồ nghề dụng cụ Nhật Bản. Anh em nào có nhu cầu sử dụng hoặc sưu tầm thì xin liên hệ em. Số điện thoại là 039 719 3224. Số điện thoại là 039 719 3224. Cách mua hàng thì anh em chuyển khoản đơn hàng từ 350 trở lên thì em sẽ bao phí ship. Còn nếu mà gửi COD, nhận hàng thanh toán tiền thì anh em trả thêm ship cho bên giao hàng giùm em. Rồi mình sẽ lên mã đầu tiên nha anh em. Mã đầu tiên là mã 100/1. Đây, 100/1 sẽ bao gồm cái dụng cụ đa năng này anh em. Đây là một con dao nè. Đây là dao. Đây đóng dao băng luôn anh em. Cái thân này nó ốp rổ anh em. Đây nè, nó khui 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 bia, khui rượu nè. Này cũng là khui rượu nè. Đó, nó có rượu gan anh em. Ừ. Còn rất là đẹp anh em. Ốp gỗ anh em. Rồi, cái thứ hai. Thứ hai là một cái miếng thép và đa năng anh em. Anh em có thể khui bia, khui hộp nè. Cưa nè. Dẫn ốc nè. Khui hộp nè. Cũng là cũng những cái việc đa năng anh em. Đây. Đây là thương hiệu của Kia này của Mỹ anh em. Nó còn nguyên bản chưa sử dụng anh em. Đây, những cái bao da nó luôn anh em. Có cái dũa anh em, dũa ngón tay gì nữa nè, nó dũa. Đây thì nó có cái sách hướng dẫn sử dụng nữa nè anh em. Có sách hướng dẫn sử dụng nữa nè. Sách hướng dẫn sử dụng nè, đó, khui lon, khui hộp, khui bia gì đó. Đó. Này cho anh em đi du lịch rồi chi nào thì ok. Rồi hai món. 100/1 với 270.000. Trăm trên hai là hai cái đầu chuyển khoan cho máy bấm vít anh em. Đây cái đầu chuyển khoan cho máy bấm vít, cái đầu này là đầu của Nhật, còn cái đầu này là cái Nhật xuất Mỹ. Đây nó kẹp được đầu từ 11.5 đến 10 mm anh em. Hai cái thì giống nhau, nó có búa anh em. Đây, hoạt động ok anh em. Nó có búa nè, anh em nghe cái lắc lắc búa đó. Đây cũng vậy. Đầu bọng còn rất là đẹp anh em. Hoạt động ok. Chuyển cho đầu máy bắn vít sang 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 khoan anh em. Đây hai cái. Hai khóa riêng luôn anh em. Đây hai cái khóa riêng luôn. Hoạt động ok anh em. Hoạt động ok. Rồi. 100/2, giá 500 hai cái đầu này anh em. 100/3 là một cái cảo hai dấu chữ H mini của thằng Super. Đây A1 là AB1 nè anh em. Đây trong này nó có đóng dao băng nè, trong này nó có đóng dao băng nè anh em, trong đây nè có đóng dao băng, trong đây nè hơi 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 khó nhìn, nó dao băng đóng trong đó đó nè. Cái này thì chưa sử dụng anh em, cảo mini hai dấu của Super chưa sử dụng. Cái này nó có bán mới nè, bán mới nhưng mà loại đời sau này, nó không có đóng chữ như vậy, nó đóng chỉ bắn laser thôi anh em. Nó phủ laser, lớp laser ở ngoài thì anh em đánh là mất tiêu. Còn cái này thì nó đúc luôn anh em, đúc luôn. Bán mới thì nó sần mà 7-800 vậy anh em, hàng mới. Còn cái này thì em bán chỉ 400.000 thôi anh em, hàng chưa sử dụng. Đây, 100/3. 400.000 chưa sử dụng cả hai chấu chữ H mini. Tiếp theo là một cái đầu chuyển vít. Đây, chuyển vít ốc hẹp này anh em. Đây, thân nó bằng nhôm đúc anh em. Thân nó bằng nhôm đúc rất là nặng anh em. Anh em có thể tháo cái đầu này ra nè, gắn vô nè. Bằng nhôm đúc rất là nặng anh em. Hoạt động ok anh em. Anh em nhìn này, quay đây thì nó quay nè, nó. Cái này thì nó trợ lực luôn anh em. Đây nó có cái tay cầm đây luôn đây. Giờ cho anh em thêm một mấy cái đầu vít nè. Đây. Đầu vít nè, đó. Bé hai chút dẹp nè đó. Rồi
100 trên 4 giá 300 ngàn anh em. Tụi 100 trên 5 mã 100 trên 5 là bao gồm hai cây taro tự động nè, một cây của Nhật, một cây của Đức nè. Đây cây này của Nhật là đóng sao băng này anh em, còn cây này của Đức là đóng sao mi đây nè. Đó giờ trong thì mỗi đầu mũi của nó nè, mũi nó bao gồm từ 3 đến 10 mm này, 3 4 5 6 8 10 mm. Mũi này thì gần như chưa sử dụng anh em, mũi này là mũi thông dụng, em lựa mũi thông dụng cho anh em xài, mũi mình có thể thường xuyên hoài đó anh em, 3 4 5 6 8 10 đó. Rồi đây cây này nó đẹp kẹp từ khoảng tối đa khoảng chắc 12 ly trở lại đó anh em, 12 hoặc là 10 ly trở lại. Và động cơ anh em, đây cây này thì của Đức này, cây này là của Nhật, đây đóng sao băng đây luôn nè anh em, có đóng sao băng này, hoặc là ok anh em. Rồi trăm trên năm giá 600 anh em, trăm trên sáu một cái băng me đo độ sâu anh em của Mitutuyo còn rất là đẹp. Đây nè, rất rất đẹp anh em, số vòng này còn rõ ràng. Này áo nó bị dơ, nó bị ố anh em, làm ok anh em. Nó từ 25 hay không đến 25 anh em, không đến 25, 2,5 cm đó nè. Đây cốt vẫn còn rất là đẹp anh em, còn mới anh em, rất là mới. Cái này dính dơ nè, em chưa vệ sinh thì dính dơ thôi, còn rất là đẹp. Rồi 196 với 350 anh em, 197 là một bộ tấm chốt lấy dấu của Thụy Sĩ và của Nhật. Đây bao gồm 2,4,6,7 cây, 2,4,6,7 cây anh em, 7 cây. Cây này thì nó được 2.5 nè, đóng chốt 2.5 nè. Cây này thì ba cây 2.5 cây 3 2 cây 5 nè. Đó cây này của Nhật luôn anh em, này của Nhật chanh mắt sao băng nè, còn cây này của Thụy Sĩ, đây là 2 cây 70 ly của Thụy Sĩ, hai cây này cũng 70 ly của Thụy Sĩ luôn anh em, này của Thụy Sĩ nè, vít mắt 70 ly đúng chốt này nè. Tiếp theo là cái lấy dấu này của Nhật anh em, nó Mickey của Nhật chanh mắt. Rồi nó bao giờ có bản nó có 3 cây Thụy Sĩ anh em và 4 cây của Nhật. Đây nè, 2.5, 3, 5, 70 ly. Đó, 3 này 3 cây thì của Thụy Sĩ, còn rất là đẹp anh em, không chốt tới dấu 7 cây. Rồi, 7 cây anh em, không chốt cái dấu của Nhật và Thụy Sĩ, 107 giá 450 anh em. 108 là một cái bộ lục giác của Thụy Sĩ anh em, lục giác của Thụy Sĩ. Đây giác Thụy Sĩ, bộ này thì chưa sử dụng anh em, nhưng mà có thể ố ố mà da này, ố ố gắm gắm mà da anh em, nhưng mà nó còn rất là đẹp, cạnh bọng còn nguyên bản anh em, nó còn ok lắm. Mấy bộ này của Thụy Sĩ hơi hiếm anh em, chưa sử dụng anh em, nó hơi rám rám mà da ố ố mà da thôi, nhưng mà còn rất là ok. Đây, đầu vòng còn rất là ok anh em.
của thụy sĩ hay nè, rồi gọi là 1.5 đến 10 ml nè. Này thì cái bộ này là lõi ngắn nè chứ không phải là dài nha, cho nên sửa xe đạp thì nó khoảng 14 cm rồi nè, dài nhất là khoảng 13-14 cm đó. Rồi 198 cái 250 hay nè. Trăm chín chín làm cái bộ đồ đồng anh em, đồng xưa của Thái Lan anh em, đồ đồng này của đất Phật Thái Lan, bao gồm hai cây nẻ nè, đây nó có hình của anh ấy luôn nè anh em, nó ốp gỗ này nè, bằng đồng ốp gỗ đó, hình của bên Thái Lan anh em, bên đây cũng có nữa nè đó. Đây là đóng của Thái Lan nè anh em, Thái Lan nè, là một cây dao gì nè đó, đây cũng là một cây dao gì nữa nè đó. Giá 300 ngàn hay nè. 110 là bộ vít sửa đồng hồ anh, hoặc là sửa lặt vặt gì đó anh em có thể sử dụng. Cái này thì nó chưa sử dụng anh em, nó là đồng microdom anh em. Đây. Nó có hai cây ba ke và ba cây dẹp, bốn cây dẹp nè anh em, nó. Chỉ dụng em còn đồng mạc cà rơm hay nè, đồng mạc cà rơm của Nhật hay nè, đây cái hộp này nè, chỉ sử dụng hay nè. Rồi 110 với 250 hay nè, 111 là 42 mũi khoan HSS Nachi chưa sử dụng anh em, nó từ 2.3 đến 13 ml chưa sử dụng, nó bao gồm những số thông dụng cho anh em xài anh em, thí dụ như 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 vậy nè, nó cũng có những số lẻ nữa anh em, từ 2.3 đến 13 ml HSS Nachi chưa sử dụng, cái nào có đóng chữ cho anh em, chữ HSS hoặc Nachi anh em. Cái này nó mà sổ qua thì nhiều quá em để gì nó ấy, bao hàng anh em là chưa sử dụng 100% mới chát luôn. Rồi 100/11 giá 850 hay nè, 100/12 là một cái đồng hồ đo dặn này hay nè của thằng San Qua, một đi 100% hay nè, đây nó còn rất là đẹp, đã test ok hay nè, quay đi luôn nè, quay đi cái tấm giao băng luôn nè, quay đi tôi có đóng giao băng trên trên đây nè anh em, có đóng giao băng này đó, có đóng giao băng luôn á, đây em đang đánh kim thử cho anh em xem nè, chập điện trở để lên kim nè anh em, đó anh em thấy không, đó trở lên kim nè đó. Nó có chế độ đo thông mạch có kẹt nè, nếu mà đo thông mạch có kẹt thì anh em giờ cái núm lên đây nè, giờ cái que lên đây nè, giờ cái que lên đây, bấm được cái số 1K này, nhân 1K này nè thì sẽ kêu anh em đo thông mạch đó, kêu đó, kêu đó, đó kêu đó, còn nếu mà đo bình thường thì anh em chở xuống dưới đây gài lại đây bình thường. Rồi còn rất đẹp này, đóng cái sao băng túi dưới đây luôn nè, đó cái mã là IZ55D hai anh em, còn rất là đẹp, hoạt động ok nè, đã test rồi. Một trăm trên 12 giá 700 hai anh em, 113 là một cái đe mini của Aeron đây, chưa sử dụng hay nè, ra băng luôn nè, nghe này chưa sử dụng,
Cái đen thì cái chiều dài của nó thì nó được 14 cm nè anh em. Chiều cao thì nó được 7 cm anh em. Đó. Bề ngang thì được 4,5 cm. Mini anh em. Đồ rất là đẹp, chưa sử dụng luôn. Rồi. 100 trên 13, giá 500 anh em. 100 trên 14 cũng là một cái đen. Đây này thì có lúc kỳ anh em. Đây lúc kỳ cái đen này cũng chưa sử dụng nữa anh em. Đen này thì cái chiều dài của nó để dài khoảng 15 năm nè. 15 năm. Bề cao nó khoảng 8. Bề ngang trên mặt nó thì khoảng 5. Bên mặt khoảng 5 hay nè. Còn dưới thì nó bự hơn, dưới thì khoảng xem 7. Một trăm trên 14 giá 600 hay nè. 115 thì nó bao gồm bộ 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 nhíp hay nè. Bộ nhíp nó bao gồm những cái 1 2 3 4 5 8 cái nhíp hay nè. Đây, bao gồm 8 cái nhíp. 8 cái nhíp. Đây. Hai cây ngắn. Có nó là thép trắng hay nè, thép trắng rất là dày hay nè. Hai cái nhíp ngắn là nó dài khoảng 12 năm anh em. 12 năm. Tiếp theo. Hai cây cái. Thì cái này cây thẳng như cây mỏ cong nè, rất là dày anh em, chắc chắn rất là dày. Cây này mỏ cong, cây này nó có răng anh em, có cây có răng nè, còn cây này thì không có răng, cây này mỏ cong. Tamiza, thì chiều dài của hai cây này thì nó ngang bằng nhau anh em, nó khoảng 15 năm. Tiếp theo, cái cây kế là một cây mỏ cong nè, mỏ cong dài nè, thì một cây mỏ thẳng mà có cái đồ khự nè anh em. Cái này nó chuyên gì làm cho bonsai anh em. Hai cây này thì nó dài khoảng khoảng 21 năm, một cây 19, một cây 21 năm. Rất là dày anh em. Rất là dày. Cây cây hai cây cuối cùng. Chứ nó 8 cây này, bộ này 8 cây chứ không phải 7 cây. Hai cây cuối cùng nè. Cây này thì nó dài khoảng 23 cm, rất là dày anh em. Thì nó có răng luôn nè. Thì cuối cùng là cái cây dài nhất, dài nhất thì nó xài 30 đến 5 cm. Đây nó có răng, cây rất là dày anh em. Rồi 8 cây. Trên 15. Giá 400 anh em. Trăm trên 16 là hai cái cứu bướm. Hàng cứu công Nhật anh em, hai cái cứu bướm. Đây. Hai cái cứu bướm nè. Đó. Lửa vòng còn rất đẹp anh em, cũng nguyên bản luôn, chưa có xử lý qua, chỉ vệ sinh cho đẹp thôi anh em. Vệ sinh cho đẹp thì làm nó hơi bén lên chút thôi, chứ chưa có xử lý gì hết. Một chuyện đầy đủ anh em. À, mập nè. Mọc quá mọc luôn nè, cái này cũng vậy. Kế một lưỡi rất là bén anh em. Cho anh em xài bonsai hay là gì đó. Cây này thì nó dài khoảng 20, một cây dài 20. Một cây dài 19 năm. Lưỡi bọn anh em nhìn nè, lưỡi còn rất là đẹp anh em. Lưỡi còn nguyên bản. Chia thử cho anh em xem nè. Các cây khác này. Một sớt này nè. Rồi. Một trăm trên 16, giá 350 này nè. Trong trên 17 là một cái kéo bướm luôn. Kéo này thì nó dài nè, nó là thép carbon. Cây này nó dài tới khoảng 23,5 cm, xém xém 24.
cái thì cái lưỡi cũng còn nguyên bản nguyên viên nên chưa qua thì chưa qua xử lý gì hết, chỉ vệ sinh cho sạch và làm hơi bé một tí thôi. Còn rất là đẹp, nó khoảng dài khoảng 23 năm gần 24 hay năm, nó là thép carbon hay năm thép carbon đây một chuyện đây, dài 23,5 cm. Nó còn sớt anh em, sớt rồi. Trăm trên 17 giá 450 này nè, trăm trên 18 một cái kéo tỉa cành tỉa dăm lá nè, nó là thép hay lớp này nè. Đây một chuyện này đủ rồi nè, lưỡi nguyên bản nguyên riêng chưa qua xử lý gì hết, chỉ vệ sinh và làm bén nhẹ thôi. Cây này thì nó dài khoảng 20,5 lưỡi nguyên riêng nè, lưỡi chưa qua xử lý gì hết, chỉ vệ sinh và làm bén lời tí thôi. Rồi 100 trên 18 giá 300.000 anh em. 119 là một cái kéo tỉa dăm lá luôn, hàng thủ công Nhật. Cây này thì đặc biệt là nó là thép trắng anh em. Đây một chuyện đầy đủ luôn nè. Đó cây này thì nó dài khoảng 21 cm. Đây lưỡi vọng còn rất là đẹp anh em, lưỡi nguyên bản chỉ vệ sinh và làm bé nhẹ thôi, thép trắng anh em. Giấy thử cho anh em xem, rất là sớt anh em. Rồi 100 trên 19 giá 500 anh em. 100 trên 20 là một cây cặp xéo, nó là của Trăng Mát anh em, thương hiệu Trăng Mát này. Nó hình thức thì còn rất là đẹp, chiều dài thì nó khoảng 25 cm anh em, nguyên bản nguyên viên chưa đụng chạm gì hết anh em, lưỡi vọng còn cực kỳ đẹp luôn, lưỡi còn rất là khít nè anh em. Cái chốt này còn hở anh em, cái chốt này thấy nè còn hở nè anh em, thấy còn hở nè đó, lưỡi thì rất là khít anh em, nó lưỡi còn nguyên bản nguyên viên, chỉ vệ sinh và làm cho nó bén lần tí thôi, chưa đụng chạm gì hết. Lưỡi nguyên bản anh em, rất là mới luôn, cây này còn mới lắm nè, nước xi còn luôn nè, chuyện đóng hai ba bên luôn nè anh em. Rồi 100 trên 20 giá 800.000 anh em. 100 trên 21 là cái kéo bếp của Đức, cái bếp của Đức anh em, nó là thép trắng anh em, thép trắng theo đúc đây Germany đây, hình hai người anh em, cái kéo còn rất là đẹp anh em, rất là đẹp, rất là bén. Cây này thì nó dài khoảng 20,5 cm, còn rất đẹp anh em. Cắt giấy thử cho anh em xem, rất là ngọt anh em, thép trắng còn rất là mới. Rồi 100 trên 21 giá 300.000 hay nè. 100 trên 22 là một bộ kéo hút tóc, bao gồm một cái kéo nè, này cái này kéo cắt nè, cái kéo này của Pháp hay nè. Đây, cây này nó dài khoảng tính tới đầu tới đuôi luôn khoảng 19 cm. Đây lưỡi vọng nó còn rất là bén nè, lưỡi vọng còn rất là bén, lưỡi vọng còn rất là bén. Giấy thì khỏi bàn luôn nè, giấy cái loại mình sớt luôn, nó sớt như miếng lùi luôn. Rồi tiếp theo là kéo tỉa nè, cái kéo tỉa thì nó hơi ngắn nè, cái kéo tỉa này của Nhật nó hơi ngắn, cây này khoảng 15 cm thôi, từ đầu tới đuôi luôn khoảng 15 cm. Cây này hàng độc anh em, miếng sơ băng luôn nè anh em, đây là thương hiệu của nó nè, rất là đẹp.
Rất là bén luôn em. Kéo này tỉa thì nó hơi ngắn một chút. Rồi, cuối cùng hai cái lực nhôm. Đây, hai cái lực nhôm. Còn rất là đẹp. Hai cái lực nhôm hay anh em. Rồi. Trăm trên 22, giá 400 ngàn anh em. Trăm trên 23 là một cái dao gọt giấy anh em. Dao gọt giấy này dao gọt giấy là thân nhôm anh em, nó chứa được 5 lưỡi anh em. Nó tự động nhảy lưỡi, khi anh em xài hết anh em rút ra là tự động nhảy lưỡi đây nè. Của Nhật anh em, đóng dao băng đây luôn nè anh em. Sao băng này, đó. Đây này thì anh em có thể tháo lưỡi ra nè, nó chứa được 5 lưỡi nè, anh em hết lưỡi thì nó tự động nhảy lưỡi. Mình đẩy này lên là mình kéo này ra nè anh em, tháo thấy lưỡi ra để thay lưỡi rồi. Đây là cái chốt khóa đó, khóa lưỡi anh em. Đây là cái chốt khóa lưỡi đó nè. Rồi, còn rất đạt anh em. 100 trên 23, giá 230 ngàn. 100 trên 24 là một cờ ly đa năng của Thụy Điển anh em, hàng xưa anh em. Cây này thì quá xưa luôn, nó là thép đen anh em, thép đen nguyên khối. Đây, nó là cái cờ ly đa năng nè. Anh em có thể mở từ 5mm đến 25mm anh em. Anh em dặn theo cái chiều này nè, nó lên nè hoặc là bên đây đó. Cái chiều dài của nó thì nó dài khoảng 21 cm anh em. Nó thép đen nguyên khối hàng xưa của Thụy Điển nè, đen. Nó cho đen sử dụng hệ in và hệ mili luôn anh em. Đây là mili, đây là in đó. Rồi, 100 trên 24, giá 550 anh em. 100 trên 25 là một cái khóa dòng tự động 4 số lắc léo nè anh em, mình thấy cái mỏ cái đầu tiết nó lắc léo nè. Hiếm gặp anh em, mấy cây này thì hiếm gặp lắm, nó của sân cây nè. 13, 14, 15, 17 nè, số này số lý tưởng luôn anh em cho anh em sử dụng. Chồng bọng còn rất là đẹp anh em. Nó còn rất là mới. Nó như góc hẹp nè, cho anh em dặn mấy góc bị lê cơ, bị lơ lơ chút anh em. Mấy góc bị lơ anh em dặn dễ. Rồi, 100 trên 25, giá 400 anh em. 100 trên 26 là một cái mỏ lết, lót tơ con tôm, mỏ lết nhẹ anh em. Đây, sao băng luôn nè. Nó chưa sử dụng anh em. Hàm nó mở được khoảng 30 3 cm, chưa qua sử dụng, mới chát luôn, còn tem còn bọng luôn nè anh em. Tem của nó nè, con mấy sao băng luôn anh em. Cây này thì nó dài khoảng 20 cm anh em, 20 cm. Nó là một lớp nhẹ của lớp tơ, rất là nhẹ. Đây, cho anh em sưu tầm được cũng được. Rồi, 126, giá 250 anh em. 127 cũng là cái mỏ lết. Cây này thì mỏ lết tớp, mỏ lết thép đen anh em. Cây này nó có bao nhựa. Đây của tớp nè. Đây tớp nè, đóng dao băng ở đây luôn nè anh em. Chưa tớp. Chưa sử dụng anh em. Cây này cũng 20 xăng. 20 21 năm. Mà cái bao nhựa nó cắn dài ở thêm anh em. Cây này hai sùng với chấm glass anh em. Chưa sử dụng. Nó mở cũng khoảng 30 mm, 3 xăng anh em. Nó mở hàm á. Chưa sử dụng anh em, nó có tay nhựa. Có tay nhựa. Rồi,
trăm trên 27 giá 250 anh em. 100 trên 28 là cái vít ống tự động bị sale. Vít ống tự động bị sale. Cái này đầu 1/2 mũi 8mm. Cái này còn rất đẹp, hơi bị ấm gám thì sale mà da một chút nè anh em. Nó có ấm trắng mà da một chút nè, nó không ảnh hưởng gì nhưng mà sử dụng thì rất là ok. Cái đầu nó đầu 1/2. Mũi 8mm. Mũi nó là mũi zin anh em, mũi zin có bị sale luôn. Đây, mũi zin có bị sale luôn. Mũi zin có bị sale luôn nè. Nó là được mũi là BH2 và BH3 anh em, mũi dẹp anh em, mũi zin có bị sale luôn. Nó hai mũi dài và hai mũi ngắn, mũi BH2 và BH3 mũi dẹp. Đó. Đầu thì nó sử dụng nước lên em, nó hơi đắp tráo và da tí nè nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì, tổng thể thì còn khá đẹp. Cây này nô 2008, cây này đời cao anh em. Rồi một trăm trên 28 giá 600.000 anh em. 100/29 là một cái kìm tút chi điện của Vicell. Cái này bản xe anh em, nó tút được 0.9 đến 5.5. Hình thiết còn khá đẹp anh em. Đây. Bên ngoài đây còn khá đẹp. Đóng ok anh em. Cái lưỡi tút nó còn rất là đẹp anh em. Còn đẹp sáng. Bản xe thì hiếm gặp anh em. Bản xe thì ít gặp. Có chạy chỗ chút đỉnh hay anh em. Đó. 100/29 giá 350 anh em. 100/30 là một cái cảo xích, cảo sơn xe Honda anh em, xe Honda xe máy anh em. Nó cốt 3.5mm. Đó là hai tầng anh em. Đây. Mẹ do băng này của Hayata. Hataya. Đó. Còn rất đẹp anh em. Đây. Cốt là cốt 3.5mm. Cảo xích xe Honda xe máy anh em. Đây, hình thức thì còn rất là đẹp. Rồi. 100/30 giá 500.000 anh em. 100/31 là hai cây dao kim cương của Nhật anh em. Hai lưỡi dao kim cương của Nhật. Đây. Cái dài của nó, chiều dài của nó thì nó dài khoảng 25 năm 26 anh em. Hai cây này là của Nhật 100% anh em, trên thị trường hiện giờ nó bán của có cây của Đài Loan anh em. Nhưng mà anh em nhìn kỹ thì cái đường nét, cái độ mịn của cái bụi kim cương này nó không có đẹp anh em, nó không có được như cái cây Nhật anh em. Cây này em bảo hành anh em là cây Nhật 100%, cây Đài Loan thì nó không phải gì đâu anh em, nó khác biệt lắm. Anh em hai cái anh em đông đo lại nhau thì nó khác xa luôn anh em. Cái màu sắc nó cũng khác nữa anh em. Cây này thì nó chưa sử dụng, bên hàng bãi Nhật chưa sử dụng. Chưa sử dụng anh em. Rồi. 100/31 giá 450 cho hai cây này anh em. 100/32 là một cây sửa hôm lưỡi cưa anh em. Này, anh em có thể đưa lưỡi cưa cho anh em sửa cái lưỡi cưa anh em. Số mắt nè, còn rất là đẹp, đúng dao băng luôn nè em, còn rất là đẹp. Rồi 100/32 giá 250 anh em. 100/33 là một cái mở buri tự động của Super. Đây nó lắc léo luôn anh em, tự động hai chiều đó. Buri xe máy xe Honda nè, nó là đồng 16 anh em, 16mm. Đây, đầu này nó có 500 hết luôn anh em, mở buri ra cái buri nó dính theo luôn, nó không có nóng tay anh em ha. 16mm nè. Cái đầu này của Toyota. Cây thân cây này cây của Super, cây này cây 3/8 mà nó có gật gù nè anh em.
lắt léo đó. Mở ra chức năng rồi, hai chiều hoạt động ok nè anh em. Cái cây xài con chó này nó rất là bền nè, bền rất siêu bền luôn. Đây của super cũng sao băng luôn nè anh em, anh em có thấy ship gọn lên gì nè đó. Rồi 100/33 giá 300.000. Trong chuyện bay 4 là một cái thước cuốn. Đây xin táp nè, xin táp nè đó, nó mới in sao băng nè, nó là 30m hay nè. Cái vỏ nó vỏ bằng kim loại bọc nhựa hay nè, kim loại bọc da rất là nặng hay nè, cái thứ này rất là nặng. Đây ở trong nó nè, nó xài in và xài mili luôn hay nè. Đây 30m in nè, cái này mili mới đây in nè đó, rất là đẹp. Dây nó còn rất là đẹp hay nè, nó là trắng luôn, em chưa vệ sinh lại nhưng mà nó còn rất là mới nè đó, hết nè đó. Đây cũng vậy luôn nè, bên sau nó còn đẹp hơn nữa anh em, 3m nè, ở trong nó còn giống khiếu luôn anh em. Này chưa, nó gần như chưa sử dụng nha, sử dụng lướt vậy anh em, 4m nè đó, 5m nè đó. Nó là thân kim loại bọc da hay anh em, rất là nặng. 100/34 giá 450 anh em. 100/35 là hai cái thước ke vuông của Sanwa. Đây 15 cm. Đó. Rất đẹp hay anh em. Số vòng rõ ràng anh em. Mấy cái thứ này chưa vệ sinh nữa nè. Xanh qua. Rồi. 100/35, giá 350 này nè. 100/36 là một cây kìm cắt ống nước của Superton. Đây, Superton. Cắt được ống 42mm này nè. Lưỡi còn rất là đẹp nè anh em. Thử còn rất là bán luôn, bán cực kỳ bán. Hoạt động ok. Cắt từ ống 42 này nè, super tool. Thử còn cắt bán hay nè, thử nguyên bản nguyên zin. Cái thân này nó có chạy chỗ giúp đỉnh nha, chạy chỗ giúp đỉnh. Rồi 100/36, giá 350 nè. 137 cũng là một cây kìm cắt ống nước của thằng Mary. Cây này thì cây nó của Nhật xuất Mỹ anh em. Đây của Nhật xuất Mỹ, ống Mỹ sao băng nè. Đây thì ống bạch USA thì nó xuất Mỹ anh em. Nó cắt được ống 42mm luôn, lưỡi còn cực kỳ mới luôn nè. Mới chát luôn, lưỡi mới chát rất là bán, lưỡi nguyên bản. Đây, hoạt động ok. Thuốc sơn này có chạy chút đỉnh anh em. Lưỡi còn rất là đẹp. Chậm dịnh 37, giá 350 luôn anh em. 100/38, hai cái kìm điện. Hai cái kìm điện của thằng Kakuzuki với thằng Fujiza. Cây này thì nó dài khoảng 21 cm, 21,5 cm. Đây, hàm bọng thì rất là ok nè anh em. Hàm bọng rất là ok. Đây thì nó lắm ráng mà dài anh em, ráng mà dài một chút. Tay nhựa thì còn đẹp. Đây cái hàm nó còn rất là khít nè, không hở sáng luôn nè anh em. Không hở sáng luôn đó. Đó. Còn rất là cứng, không bị gơ lắc anh em. Còn rất cứng, không bị gơ lắc. Rồi, cái thứ hai. Cái này của Fujiza. Cái này cái tay nhựa thì còn rất là đẹp anh em. Đó, của Fujiza, cái này thì dài 23 cm anh em. Đây. Thức thì cái thân này cũng hơi tám tám nhẹ ngoài da nè anh em, cấn cấn chút. Đây hàm răng, đây hàm răng còn rất đẹp anh em.
lưỡi cắt thì rất là thích, không hở sáng luôn nè anh em. Anh em mình thấy là không hở sáng nè, đó. Ừ, không hở sáng luôn nè. Ừ. Tai nhựa thì còn đẹp. Rồi. 100 trên 38, giá 400 hay nè. 139 là 3 cây vít. 30 bít của thằng hai cây này của KTC nè. Bít ra đầu gờ hai anh em, KTC. Nó có đóng luôn nè anh em. Còn cây này thì cây bít của thằng Anet, cây này đặc biệt cái là nó cũng là đầu gờ nhưng mà nó có thằng cái kiểu bẻ chữ T nè anh em. Đó, đầu không. Đó, nó sẽ là gờ hai hai khớp nè, đó. Đặc biệt là cái mũi bít thì cũng của Anet luôn anh em, riêng luôn, riêng của nó nè, mũi bét hai nè. Mũi dẹp nè. Một cây thành hai cây đó anh em, đây cực kỳ đẹp, thành chữ T nè, đó rất là đẹp anh em. Tiếp theo cây này là cây KTC. Cái cây này thì nó dài chỉ có khoảng 20 anh em, 20 nè, 20 xăng nè. Cây của AS là 20 xăng nè, cây này thì không phải dứt đóng. Đây là cây của thằng KTC nè, cây KTC thì nó dài tính mũi luôn, nó dài khoảng 26,5 cm. Đây nó là dứt đóng chưa sử dụng, anh em thấy đó là gửi thay đầu nè, anh em mua cùi này anh em xài hoài luôn nè. Đặc biệt là cái này thì cái mũi này của Sung Lan này mới ra băng luôn nè, đầu bé hai nè, mũi dẹp nè. Đó, theo là cây này cũng là của thằng KDC luôn, mà đặc biệt nó hơi có thêm cái đầu hít nè anh em. Đây nó có cái đầu hít nè, cho anh em hít vô đây là cái đầu gời, cái đầu này anh em hít vô nè. Đó, thì mình gắn vô đây mình đẩy mình hít ốc anh em. Đây mình để đây mình hít ốc nè, đó. Hít ốc. Cái cây này, cái đầu này thì nó không có thấy hiệu anh em, nhưng mà nó hàng có theo cây này về. Nó có đầu BH2 nè. Và mũi dẹp luôn, nó chưa sử dụng anh em. Ba cây này là chưa sử dụng hết. Anh em có thể xài mấy cây này là xài ok luôn, xài hoài luôn. Chỉ mình mua mũi thôi. Dít đọc này nè, đây 100 trên 39 giá 500 ngàn này nè. Tiếp theo cái dít cán gỗ, cán gỗ một cây của thằng Vixel, một cây của thằng Benzai. Cái này mũi này mũi BH32, BH32 nè, mũi chích đóng. Đặc biệt hai cây này nó chưa sử dụng hay nè, cái đầu chưa sử dụng luôn nè, cán gỗ. Đây, cây này cái chiều dài của nó thì nó dài khoảng 29 năm hay nè, dài khoảng 29 năm cm. Đây, cán gỗ. Mũi BH2, BH3 chưa sử dụng hay nè, đây còn rất là đẹp. Rồi. 100 trên 40 giá 300 ngàn hay nè. 100 trên 41 là một cây kìm bóng chết vai rip hàng xưa anh em, sản xuất thập niên 1980. Cái này thì nó là 20R, có cái xích nè anh em, xích anh em thích còn 7 màu luôn nè anh em. Hàng new chưa qua sử dụng hay nè, hàng xưa nhưng mà chưa qua sử dụng. Đây cái xích thập niên 1980, anh em thì thấy là còn rất là mới luôn nè anh em, rất là mới. Hai mươi giờ vai rip. Rồi. Trăm trên 41 giá 1.250.000 hay nè. 142 cũng là một cây kìm bấm chết vai rip. Cây này 12LW, 10LW chứ. Cây này sản xuất thập niên 1990.
Cây này hàng new chưa sử dụng luôn anh em, chưa qua sử dụng luôn. Hàng xưa anh em mà chưa qua sử dụng. Răng bọng còn rất là đẹp anh em, hàng này chưa vệ sinh luôn anh em, em chưa vệ sinh luôn. Chưa qua vệ sinh. Mấy anh rút ai luôn nè anh em, rút ai luôn. Hàng này chưa vệ sinh lại luôn anh em, mới chát luôn. Rồi 100/42, giá cũng 1.250.000. 100/43 cũng là một cây kìm bấm chết 10LW, cây này sản xuất thập niên 1990 luôn, cây này chưa qua sử dụng luôn anh em, hàng mới chát luôn. Nói chung là thiếu cái hộp nên kêu bằng hàng new đó anh em, còn cái hộp kêu cái hộp là hàng new mới luôn anh em. Đây, hàng này chưa qua sự vệ sinh luôn, còn rất là đẹp. Còn rất là ngay ngay ngắn này, rất là đẹp anh em, rất là ngay. Rồi 100/43, giá cũng 1.250.000 hay năm. 100/44 là một cây kìm bấm chết 12LC, cây này sản xuất năm 1990 luôn anh em, hàng new chưa qua sử dụng luôn, nó thiếu cái hộp thôi, mới chát luôn anh em. Cây này em cũng chưa vệ sinh luôn, em nhìn răng hàm của nó nè, răng hàm nó còn cực kỳ luôn, đẹp luôn anh em, mới chát luôn, không có lỗi lòng chỉ răng hàm với anh em. Đây, thích dịch luôn em, hàm nó thích dịch luôn nè, ngay băng luôn anh em nè, bóp vô nè, ngay băng luôn, mới chát luôn anh em, không có chơi chỗ nào được hết hả chơi anh em. Cái rút ai luôn anh em, 12LC. Cây này thì nó dài khoảng 27 cm anh em, 27 cm. Rồi. Trăm trên 44, giá 1.500.000 anh em. 100/45 là một cây kìm bấm chết cũng hàng xưa, cây này sản xuất thập niên 1980 đến 1990 anh em. Cây này thì nó dài rất là dài nè, cũng dài lắm. Cây này cũng hàng new chưa dùng, cây này dài 26 cm. Đây, cây này nó là 3-4 miếng thép nó ghép lại anh em, cái hàm nó nè. Thép rất cứng. Hàng new chưa qua sử dụng luôn, Sketchman. Đây mới in Suda luôn nè anh em. Hàng new chưa sử dụng, răng hàm đó anh em nhìn nè, cực kỳ đẹp luôn. Mấy cái này em chưa vệ sinh luôn anh em. Đây, hàm nó bỗng rất khít nè anh em, ngay băng luôn anh em đó. Cây này đáng sưu tầm anh em, rất là nặng. Mấy cái này xài cho bò anh em, rất là cứng luôn, mấy cây này quá đẹp. Rồi 100/45, giá 1.300.000 anh em. 100/46 là một cái bình bơm nhớt Eagle hàng xưa anh em, hàng xưa nhưng mà còn rất đẹp. Đây, suốt A luôn nè, đây thì đóng chữ suốt A trên đây luôn nè anh em, made in suốt A nè, đó, Eagle made in suốt A bên đây. Này thì nó có chóp sơn chóp đỉnh anh em, nó là bơm lớn anh em, bơm lớn nè, đó, bơm còn rất là đẹp luôn. Bên trong nó là mới anh em. Rồi 100/46, giá 700 anh em. 100/47 cũng là một cái bình bơm nhất ISO
Cái này nó còn rất là mới nè, ngày xưa nhưng còn rất là mới. Đây nè, ISO là mấy insert A luôn này. Đây, miệng vọng nó còn rất là đẹp. Cái insert A luôn. Nó 6 AZ giống cái kia vậy anh em. Đựng đựng nó cũng khá nhiều. Nó cũng là bơm lớn luôn nè, giống cái kia luôn, nhưng mà còn rất là mới nè. Bơm cực kỳ mới luôn nè. Cái này em chưa vệ sinh luôn. Rồi 147, giá 800 ngàn hay nè. Trong trình 48 là một cái thước kẹp như tu tu vô. Cây này thì 20cm. Hình thức thì còn rất là đẹp. Đây, hình thức còn rất là đẹp hay nè. Ta tắt nhẹ nhàng hay nè, rất là mới. Miệng vòng rất là khích, là sắc, mỏ rất là nhọn. Cái này mới lắm hay nè. Cái này ta sử dụng nước thôi, số vòng còn rõ ràng. Rồi 148, giá 570 ngàn hay nè. 149 là một cái thước kẹp đa chức năng của Mitutuyo. Cái này 30cm, hình thức thì còn rất là đẹp nha. Đây, Mitutuyo mấy sao băng luôn nè. Cái này thì anh em có thể chỉnh hàm lên xuống nè, anh em kéo hàm lên xuống tùy theo ý thích của mình nè. Đó, bằng hàm nè. Đó, kéo hàm để bằng với nhau. Đó. Đó, hoặc kéo hàm để bằng lại. Đo nhiều kích cỡ, đo cái đa năng của nó, em cũng không biết chuyên môn nó là cái gì anh em, nhưng mà có thể mình đo bình thường cũng được. Mình đo bình thường thì mình đo này, đo lỗ trong thì đo bình thường. Đó. Đây, đo bình thường, ok. Còn nếu mà đo lỗ dưới bị hoành ngoài thì mình bấm cái này lên đây thì mình đo bình thường thôi. Đó. Còn chức năng khác thì anh em muốn chơi chỗ nào cũng được nè. Rất là khích đẹp anh em. Đa năng. Rất là đẹp. Cây này thì hơi bị hiếm gặp anh em. Đó vậy mới gặp chỉ có một cây hai cây thôi, không có nhiều. Nó chức năng đo bình thường rồi cho non đo nhiều chức năng nữa. Cái thao tác thì nhẹ nhàng hay nè, đó. Rất là đẹp. Rồi. 149 giá 1.450.000. Là một con dao bếp của thằng hãng, thằng Sugimoto. Đây, con này là Ryoto anh em. Ryoto của hãng Sugimoto. Nó là thép giấy trắng anh em, thép giấy trắng số 2. Cây này thì nó dài khoảng 39 cm. Bản lưỡi nó khoảng 4,7 cm. Nó dày khoảng 2 mm. Đây. Rất là sắc bén anh em, dao này rất là bén luôn. Nét giấy trắng số 2. Hãng này anh em đánh lên thì anh em biết cái giá trị của dao này bao nhiêu tiền, anh em biết liền nè. Cán vọng còn rất là đẹp anh em. Cái lưỡi nó cong thì nó dài khoảng 16 năm. Ủa, cái lưỡi nó dài 26 năm chứ. 26 năm anh em. Lưỡi dài 26 năm. Đây, anh em đánh cái hãng tên này nè. Sugimoto nè, anh em ra cái dao này liền nè. Giá rất là cao anh em. Giá trên mạng á, giá mới á. Rồi. 100/50, giá 650 anh em. 100/51 là một cái dây đai tự động làm việc trên cao. Đây của thằng Fujidenko. Đây, Fujidenko. Tự động hay nè. Kéo ra. Nó có cái nút bấm chạy vô. Đó, anh em nè. Kéo ra nè. Nút bấm chạy vô nè. Đó, bấm chạy vô.
Đây có cái túi đồ nghề luôn nè, túi đồ nghề đựng rất là nhiều đồ, có móc bọng tùm lum. Đây nó có thêm cái móc đồ nghề nữa nè, móc bên hông nữa này nè, móc ship nè, anh em để ship qua ship lại nè, đóng sao băng luôn nè, Fuji Denko, đóng sao băng luôn nè anh em, còn rất là đẹp hay nè, có hai ba túi luôn nè, còn rất đẹp. Rồi 151 giá 650 anh em. Nhiều các nhiều chi tiết như thế này đây. Đó. Còn rất đẹp anh em. Đây mình sẽ đi vô chi tiết từ món. Đây. Đây là hai cây tự động của Tone nè. Đó. Rất cứng anh em, rất là cứng. Hoạt động ok anh em. Động ok. Đấy, thời rám rám và da tí nè. Ấu ố da anh em, nhưng còn rất là đẹp anh em. Đây, hoạt động ok, đầu 1/2 anh em, mũi đầu 1/2. Hoạt động ok. Có Tone anh em. Đúng sao băng luôn. Rồi. Tiếp theo. Cây càng dài của Tone luôn. Cây này dài 38 xăng. Đây nó hơi rám rám và da chút nè anh em, chỗ này nè. Tone này, không sao băng luôn nè. Cái đầu thì còn rất là đẹp, mới chát luôn nè. Đó. Tay cầm cũng rất là đẹp luôn. Rồi. Theo là cái tay quay của Tone này. Đây. Tay quay thì cũng có rám rám và da nè, anh em có thể cầm quay gì nè. Cây này thì nó dài khoảng 40 xăng. Đầu 1/2 luôn, có rám rám và da chút anh em. Nè, ố ố và da. Của Tone luôn nè. Tone. Tay cầm thì còn rất là đẹp. Đây. Là cái đầu nối lắc léo nè của Tone luôn nè. Đó, đầu 1/2 còn rất là đẹp. Nó bị lai một số món anh em, nó lai một số món. Đây lai cây cần nối dài nè của thằng KTC cũng đầu 1/2 còn rất là đẹp luôn. Lai. Đó. Đây. Bộ khẩu nó đây. Bộ khẩu nó nè. Bộ khẩu nó cũng sẽ lai một số khẩu anh em, nó không phải là của Tone không, cũng có thằng KTC nữa anh em. Đây. Đó, khẩu nó còn rất là đẹp anh em. Bao gồm là số của nó là số đây nè, em có đợi số trên đây nè. Số nè. 8 10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32. Nó sẽ bao gồm like một số khẩu anh em. Like khoảng 5 7 khẩu gì của thằng KTC đó. Đó. Like một số khẩu nhưng mà khẩu còn rất là đẹp. Rất là nhiều chi tiết anh em. 2 4 2 4 6 8 10 2 14 16 17 18 19, nó 22 chi tiết đây, tổng cộng nó là 22 chi tiết, tổng 22 chi tiết toàn bộ. Đây cái hộp thì hộp Tone luôn anh em, nó rất là nặng. Đủ đồ chơi cho anh em luôn. Rồi. Giá là 152, giá là 1.400.000 anh em cho cái bộ khẩu 1/2 này. Tiếp theo là cái bộ khẩu 1/2 của thằng Lobster nhưng mà cũng like anh em. Đây. 152 là bộ khẩu Lobster. Khẩu tự động Lobster 1/2 luôn, nhưng mà có like một số khẩu. Tự động. Đây, đầu tiên là mình sẽ đi cây cây càng dài này đi, càng dài nó cũng 38 xăng. Số đầu 1/2 của thằng Lotter nè. Nó còn rất đẹp anh em, nó có cắn ngoài tay nè, ta đóng gì đó. Nó còn đầu thì còn rất là đẹp. Tiếp theo. Là cây tự động, cây này thì của thằng Tone, đầu 1/2 còn rất là đẹp luôn, rất là cứng. Cái gần như chưa sử dụng vậy đó anh em. Mới chát luôn. Đó. Hoạt động ok anh em. Ok. Tiếp theo là cái cần nối dài. Nối dài này của thằng đây, của thằng Blanc nè, bên sao băng luôn, đầu 1/2 cây đầu này thì chưa sử dụng luôn nè, mới chát luôn.
Rồi tiếp theo là cái đầu nói dài, ý cái đầu nói lắt léo chứ, của thằng Lotter, đầu jean Lotter luôn nè, đầu 1/2 gần như chưa sử dụng cho nên mới chát luôn. Đó. Tiếp theo là cái bộ khẩu nè, bộ khẩu thì nó có lai một số khẩu, lai 2-3 khẩu, lai 3 khẩu anh em, lai 3 khẩu của thằng Tone KTC, đây nó lai khẩu 19, khẩu 17 và khẩu 12, 19, 17, 12, 12, 17, 19 của thằng Tone. Đó, khẩu nó còn rất là mới luôn anh em, mới chát luôn. Đây, khẩu nó còn mới chát luôn. Khẩu anh em thấy nè, khẩu nó còn mới chát luôn. Chát luôn hay nè, có hộp luôn, hộp này thì không phải hộp của nó hay nè, hộp có hãng khác. Đây nó bao gồm số 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27. Đây còn các bạn rồi 153 giá 1,2 triệu anh em. Trăm trên 54 là một cái cần tự động, cân lực tự động của thằng K5, đầu 1/2 giải lực là 90 newton, hoạt động ok, còn rất là mới anh em, hoạt động ok anh em. Ok nè, đã test lực rồi ha nè. Cây này thì nó dài khoảng 38,5 cm. Rồi còn mới chát luôn ha nè. Rồi. 100/54. Giá 800.000. 100/55 là một cây cần tự động, khóa tự động của thằng KTC 17 19. Cần dài ha nè. Cây này nó dài khoảng 37,5 cm. Đây nó chưa sử dụng anh em. Hoạt động ok. Khóa dòng tự động KTC 17 19 chưa sử dụng. 719 nè, KTC nè. Rất là cứng anh em, còn rất là ok. Rồi. Trăm trên 55, giá 300.000 anh em. 156 là một cây rút USB của thằng SK11 do băng, cây này chưa sử dụng anh em, mới chát luôn. Đây đã test ok rồi, nó có khóa luôn, khóa mở luôn nè anh em, rất là đẹp. 4 size, 4 lỗ, 4 số hay nè, khác nhau. Rồi 156 giá 400.000 anh em. 157 là một cái kích cái kích kích hai tầng anh em, hai tầng của Toyota. Ngày này nó tải trọng được 700 kg anh em, nó chưa qua sử dụng anh em, nên giao băng luôn nè. 0,78 là 700 kg, nó thấp thì 12 cm, cao thì 39 anh em. Anh em để thấp gì nè thì nó sẽ là 12 cm, khi mà em bung cao lên thì nó 39 cm. Kè nặng mấy ký anh em, nặng 2-3 ký gì đó, ba trên 3 ký quá, rất là dày anh em, to rất là dày. Cái lon nó khoảng gần 4 ly đó anh em, to nó xém xém 4 ly đó, to nó xém xém 4 ly, 3 ly 9, 4 ly á. Rồi 157 giá 600.000. 158 là hai cái búa, hai cái búa độc thôi nè, một cây đầu nhựa, một cây đầu thép.
Một bên đầu nhựa, một bên đầu thép nè. Đó, đầu nhựa nè, đầu thép nè. Cây ngắn cây dài hay nè. Cây này thì của OH. Cây này của OH nè. Dư sử dụng hay nè, hai cây này có gần như sử dụng. Không, cây này sử dụng rồi anh em ơi. Cây này sử dụng rồi, cây cho tay bên đây sử dụng rồi nè. Cây này thì chưa sử dụng nè. Không, cũng sử dụng rồi luôn nè. Hai cây này sử dụng lướt. Có sử dụng lướt anh em. Đó, để em căng thử coi. Cây này thì 260 g nè. Còn cây này thì 330 g. Cây ngắn thì dài. Vừa đóng đinh được mà vừa đóng đồ nhẹ được luôn nè. Đó, đồ chống chày. Rồi. 100/58 giá 400 anh em. Này có tay nhựa luôn nè. 100/58 giá 400. 100/59 là một cái cần tự động của thằng Tone, đồng vào bằng 2, hàng chưa có sử dụng. Chưa có sử dụng anh em. Của Tone đồng vào bằng 2 mới chát luôn. Hoạt động ok. Rồi. Mới cứng luôn anh em, cây này mới chát luôn, chưa qua sử dụng. 100/59 giá 300 ngàn anh em. Nhìn sao mùi là cái kìm mỏ quả của thằng Tớp. Cây này dài 300 mm anh em. Đây, dài hơn 300 mm, nó 300 mm nhưng nó hơn 300, khoảng 32 đó nè, 32 cm. Đây, còn rất là đẹp nè. Ngân hàm còn ok. Tay nhựa còn khá đẹp, cũng có cắn cắn chụp đỉnh. Hàm rất là bự, mở hàm rất là bự anh em. Rồi. 100/60 giá 300 ngàn. 161 cũng là cái kìm mỏ quả. Cái này của Lotter, con tôm chưa sử dụng, cái này 250 mm. Đây, ngân hàm nó chưa có sử dụng anh em. Chưa sử dụng. Nó chát luôn. Tay nhựa có cắn cắn chút đỉnh cho để đồ cắn với nhau anh em, đồ nó càng càng chầm chầm lên nó cắn với nhau. Đó. Mới cứng luôn anh em. Rồi. 161 giá 250 anh em. 162 là một cái kìm, cái kìm bấm cót AMOLED, AMOLED này. Đó. Bấm cót cho anh em điện tử, điện cơ nhỏ nhỏ anh em. Rồi xe máy thì kia nọ, mấy cái đầu dắt của xe đạp, xe máy á. Đây. Nó xài nhông anh em, nè, xài nhông, bấm cót nhông. Em nhập, em bóp vô thử hở ra nè đó. Nó ở đây bên nè, bên đây bên lớn nè, bên đây bên nhỏ nè, đó, hai hai bốn bốn lỗ khác nhau. Rồi. 162 giá 400. 163 là ba cái xẻng làm vườn. Xẻng bonsai làm vườn anh em, thép trắng. Đây. Hai cái này thép trắng nè. Đó. Rất đẹp anh em, có đơn có hiệu đàng hoàng luôn anh em. Hiệu bông đàng hoàng. Rồi, cái này cũng là thép trắng nhưng mà nó có cái tay tay nhựa anh em. Mai thương hiệu đàng hoàng luôn. Rồi, thì mấy cây thì nó tầm tầm dài khoảng 30 xăng á nè, tầm tầm dài khoảng 30 xăng á, khoảng 30 xăng, khoảng 30 xăng, thép trắng thì còn rất là đẹp. Rồi, 163 giá 400 ngàn anh em. Rồi, hôm nay chỉ có 3 mã thôi. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ đến em. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã xem.